Sáng nay, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cùng chủ trì hội nghị chuyên đề Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng. Theo đó, hội nghị bàn thảo các vấn đề về đề án xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính quy mô khu vực, bảo tồn, phát huy di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn và một số nội dung thuộc thẩm quyền của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố. Đây đều là những vấn đề có ý nghĩa quan trọng, mang tính nền tảng để thành phố Đà Nẵng phát triển trong dài hạn. Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến xung quanh các chủ đề công tác, đặc biệt nhấn mạnh làm rõ tính mới, khác biệt của đề án xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính quy mô khu vực, cũng như đề nghị cần có sự vào cuộc tích cực từ trung ương đến địa phương để sớm triển khai các nội dung từ đề án vào thực tiễn đời sống.